Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Bên dưới bọn anh kia nằm vào nhau đông lắm. Em có khẩu gì rồi? Ôi mày, bên này, có người đây, Em ơi, có địch cứu anh. Cứu anh em ơi. Cho anh xíu, đúng rồi, thằng này mà định chơi anh à? Đâu? Gục ngã nha, gục ngã nhé. Mà định chơi anh em ạ. Đập được khẩu này thì ngon các bạn ơi. Ôi mày, một đứa ngay ngoài này. Nó chân ống nhà em ạ. Chân ống nhà của em, một đứa để anh lên chân ống nhà anh xử thẳng ở trên đó. Còn đứa ở trên đây em. Lên luôn chứ ngại gì nào. Từ anh quần máu đã. Tại đang nghèo quá. Ok, chết rồi. Em mà như ghê vậy. Đây coi bên này coi nào. Ok. Ủa em vừa hạ mới nói thế hả? Nó chưa có gì đâu. Dạ. Ok. Để sau ngoài anh kiếm cái khẩu súng chưa nữa. Ngay phía trước đây em. Thằng này trông có vẻ như là bắn gà lắm. Mình bắn nó cái nó chết thôi à. Thật luôn thằng này. Nó cầm cái khẩu gì đấy em ạ? Em không biết đấy cơ. Đây à? Mày chạy hả mơi? Đừng có chạy nha em. Knock rồi nhé. Lên bản điểm số này. Ok. Em có đạn súng tiểu liên không? Tránh đi. Chắc không có nhỉ. Không. Để qua đây coi xem có gì lượm nốt. Cái hòm sa mà em vừa hạ nó đâu? Không phải à? Từ từ anh quần máu đã. Cho nó lên 400. Tại hết máu mà. Đi em. Ủa mình vừa bị hạ cấp anh em ơi. Đâm ra là bây giờ chỉ còn lại có 300 máu thôi à? Hơi chán nhỉ. Ok. Ủa em ơi, phía sau có người này. Đi em đi em. Qua hạ cho nó luôn chứ ngại gì hả anh em. Đây mày, đậu xe này. Đây bản điểm số nha bạn ơi. Mày, khu này đông lắm. Khu này đông lắm em ạ. Đậu xe này anh hạ cả hai luôn nhá. Lên bản điểm số nha các bạn ơi. Ui, em bắn ghê vậy. Em hạ hết bên đấy chưa? Không biết chắc là rồi. Đây mọi người, mình có được 4 kill rồi. Ok. Xem lượm sát cho nó xíu này. Mình có được mỗi cái khẩu M4A1. Các bạn ơi, hơi chán này. Đây qua với em này. Vừa nhảy xa quá anh em ơi. Anh em đã thấy là chế độ mới thú vị chưa ạ? Quá thú vị luôn nhé. Anh em mà chạy nhanh kiểu này thì anh em sẽ không cần gọi là phải chạy trước bo nhá. Không sợ bo anh em ạ. Đi em ơi, đi nào. Anh ơi, từ từ để em bắn máu cho. Máu cho. Đây. Thế bắn máu cho anh này. Bắn đây. Ok, đi em. Trông người nào xanh lè xinh lét thế này. Sao em? Anh có đạn tiểu liên không? À, anh có nhiều này. Nem này. Phân ơi, đạn tiểu liên này, 23 này. Em ơi, bên này. Đâu? Ok, để qua bên này coi. Đây, quá với em luôn. Ui, chạy cảm giác tốc độ bàn thờ luôn các bạn ạ. Tốc độ siêu bàn thờ luôn. Người ta gọi là đây là anh em đã lên được cái cấp gọi là cấp siêu điên cuồng anh em ạ. Tôi thấy nó cũng điên cuồng thật. Làm quả chạy nhanh nhiều khi cảm giác đau hết mắt. Anh ơi! Em ơi, đây nè. Sao vậy em ơi? Em thấy rồi, thằng này, đuổi gì? Mày làm gì vậy? Nó chết cho em ơi. Ok. Xong luôn, anh với em vừa hạ team nó rồi. Anh qua anh xem ăn tạm cái nấm nữa. Của em mình qua lượm sát nó luôn chứ. Ở bên đây có một đứa hả? Thế anh vừa hạ một đứa ở bên này này. Em hạ một đứa bên này. Nhảy qua quá anh em ạ, đâm ra mắc trần. Ở đây có máu các thứ này. Nghĩ là mình sẽ lượm thêm máu này, có hai thứ máu đây em. Cần thể bảo anh nhá, anh vứt thêm cho. Đi em. Một đứa vợ bên này à, để anh qua coi.
Đâu, em chết rồi. Anh qua xem làm sao nó mà. Đi em. À, thế là sao chả có gì đâu. Còn lại có 8 người chưa nữa mà thôi nha em ơi. À từ từ anh ơi, các anh em... Ờ, sao em anh nghe này. Mang cái sửa chữa giáp. Để anh soi coi, nó không có mìn đâu. Ok, em anh canh cho. Đi em, anh với em đi. Sửa có khí nha. Ừ, ok. Anh có biết Pốc Pốc không? Ui giời, Pốc nó bạn thân anh mà sao anh không biết em. Anh em hỏi kỳ nha. Có thêm được mấy cái đồ nữa em ạ. Ủa cái nòng súng 3 đây hả? Ok, mình để một cái nòng súng 3 đây nhá. Xíu nữa quất luôn cái nòng súng 3 sấy cho mạnh anh em ơi. Ok, full cấp rồi. Phanh ơi đi nào. Bên đấy hả? Ok, anh qua ngay. Ra thắt đồng hồ của anh. Ừ, rồi. Thế anh với em qua thắt đồng hồ. Chế độ này công nhận là... bo thu chậm lắm anh em ơi, nhưng mà... mình lại kiếm top 1 lại nhanh. Chạy đi săn mạng là nhanh. Em ơi, qua bánh cái này này. Bo thu chậm không. Nhưng mà người chết lại nhanh đấy em. Hôm nay em ơi. Đó, anh bán cho em ăn mặt nạ đấy. Mặt nạ cái này thì phải tích lũy được nhiều cơ mới đổi được đồ đấy. Anh ơi, có mặt nạ đây em. Điêm ơi, lên xe anh chở này. Phanh ơi. Còn anh đây, chị đừng đã. Anh chưa thấy em lên xe đâu ấy, đâu vậy em? Ok, hay lái xe đi. Thầy lái cho. Ừ, ok, thì anh lái, được chưa? Nhưng mà có mỗi một điều là anh em lái xe sẽ vẫn là giữ nguyên tốc độ nhá. Tức là anh em sẽ không được tăng tốc độ lái xe này. 6 thằng nữa nhanh chóng thì mình sẽ cố gắng kiếm được vị trí của 6 đứa còn lại và kêu cho nó thôi. Ủa, chị toàn thấy là mấy cái hộp quà các bạn ơi. Anh. Đi em. Anh chém thôi mà đỡ tốn đạn đấy. Đi em. Nào có đây anh trở lại. Đi xe. Đi bộ hả? Chạy này cho... Ừ, ok. Thì chạy cho sướng. Được chưa? Tên chạy nhanh có mà anh em. Anh có chạy nhanh bằng em không hay là anh không. Em chơi nhân vật anh gì? Nhảy này. À thì cũng thế thôi anh ạ. Anh chạy chậm hơn em một xíu bởi vì là anh không phải chơi Kelly, anh chơi Kala, anh chỉ là S tính năng Kelly thôi. 6 thằng cuối này có vẻ như là tìm hơi lâu các bạn ơi. Không biết là bao giờ mới tìm được thấy vị trí của 6 thằng còn lại đấy. Thung lũng này hả? Để mình kiểm tra coi. Có khi là chúng nó đang đây anh em ạ. Wow. Chưa thấy ai đấy. Không có ai em ạ. Để anh lên trên em nhá. Lên trên xem thế ạ. À đây anh ơi, anh ơi. À thế rồi. Mãi xa mà, mãi xa này. Ui nhảy lên hả? Nhảy lên thì anh cũng cho nó vỡ sọ luôn. Nó có thêm đạn tiểu liên này các bạn ơi. Cũng như là một vài trang bị cũng khá là ngon đấy chứ anh em. Bom keo các kiểu này, khá là nhiều này. Mình sẽ xem nào. Bây giờ thì mình sẽ lượm thêm mấy quả bom keo nhá. Ok, tầm này là ổn rồi. Điêm ơi, anh loot đồ xíu thế à. Thôi bây giờ trang bị đồng 3 coi anh em ơi. Xem sát thương nó mạnh cơ nào. Ủa thế á? Thế đi. À đâu? Nó thi thoảng nó bị hạ cấp một tí xong lại bị... À quên, lại được nâng cấp em ạ. Vâng, như vậy là chỉ còn lại 5 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nào mà tụi... Ui ui.
ở trong cái vài lâu nay mà thôi. Nó nhanh quá chịu dính với nhau anh em ạ. Sorry mọi người. Em thấy ai chưa? Anh chưa thấy này. UAV hả? Bắn nổ nó thôi. Đâu vậy ta? Thôi kệ đi. Ừ, thì kệ cũng được, không sao cả. Đây qua với em. Hình như là anh vượt thấy một đứa à? Không phải em ơi. Nó là cái hộp công cụ. Hộp thông tin. Sai sai. Ok anh chờ. Để món em anh chờ này. Đây con nào mọi người ơi. Ra ngoài này để xem là chúng ta sẽ có gì nhé. Ok ok. Ủa em ơi bên này hả? Ok đây anh qua với em. Người đâu cả rồi nào? Chúng ta sẽ cùng đi kiếm người nhá. Đây em nó đâu? Ui, đồng lắm em ạ. Hai team đấy. Mình qua luôn. Đậu xe này. Đậu xe này làm gì vậy? Làm gì vậy? Ok nhá. Đậu xe này. Chạy đâu hả? Chạy đâu hả? Mày chạy hả? Hai đứa đang xấy nhau mà. Đang xấy nhau này. Xấy nhau này. Xấy nhau này. Để anh chơi luôn. Thằng này. Mày chạy được không? Xem nào. Xem nào. Chạy được không? Chạy được không em ơi? Chạy được không em? Cái bên này em ạ. Bên này em ơi, mày chạy được không? Nào, để coi. Để coi. Úi dồi ôi, cũng lên bảo luôn nhé. Một đứa ngay phía sau đây em ơi. Đến qua luôn. Anh cẩn thận. Từ từ sao? Anh, em bơm máu đấy. Ok ok. Đến qua coi nó đâu. Nó chạy xuống dưới rồi em ạ, nó sợ mình, nó chạy này. À, trên tròi em ơi. Nó ngay trên tròi phía 240 nhá. Em cứ bấm màu đi. Anh chờ, anh chờ. Nó mãi dưới cơ, không ở trên đâu. Để qua sky anh em ơi. Ủa em ơi. Bây giờ còn mình nó thôi em ạ. Ngay phía cái tròi đấy. Thằng cuối rồi. Anh từ từ chờ em bố. Nó vừa lên xe em này. Xuống xe. Nó không chịu xuống xe cả. Đúng rồi, xuống xe này. Xuống xe này bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi hả? Nó ngay trên tròi em ơi. Ok ok đây. Mình nhảy cao rồi mà mình đâu ngại đâu. Nhảy lên sẽ nó luôn đấy chứ em. Ngại gì đâu em. Nó gầy mình đi em ơi. Nó gầy mình đi em. Đây mình cho nó ăn lựu thôi. Để cho nó ăn lựu này. Cầm sẵn quả lựu lên anh em ạ. Đậu xanh này. Anh câu lựu hơi ngu. Anh câu lựu hơi ngu rồi. Úi giời ơi. Toàn câu lựu linh tinh thôi. Anh em thấy được trình độ câu lựu của tôi chưa? Đấy, mấy quả mìn luôn. Để anh dụ mồi, giả vờ dụ mồi này. Nó gầy mìn em ơi. Làm gì vậy? Coi chừng anh cho nát đầu nhé. Coi chừng anh cho nát đầu nhé. Từ từ em ơi, kệ nó. Không cần chạy lên đâu. Ngay trên đây em. Cẩn thận nó gài mình thôi. Đây em ơi. Ôi đây em ơi. Đây em ơi, làm gì nhau? Làm gì nhau này? Ai mừng nào? Anh. Đây đây. Em bị ăn chặn mà. Đây đây. Ok đây. Được chưa? Thì em đứng ở chỗ đấy chặn mà. Ngon lại anh em, và mình đã có được 9 kill top 1 ở trong kệ và nấu này rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.